Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Viêng Chăn tại Hà Nội, chiều nay 11 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội và đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã hội đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cơ quan dân cử giữa hai thủ đô. Đồng chí A Nụ Phạp Tunalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng chủ trì buổi hội đàm tại hội đàm, đồng chí A Phạm Tunalom đánh giá cao và chúc mừng những kết quả toàn diện của thủ đô Hà Nội thời gian qua đã thực hiện mục tiêu kép vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế thông tin một số hoạt động của Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Trăn, đồng chí Anụ Phạp Tunalom cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Trăn đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến vào các dự án luật, ban hành nhiều văn bản pháp lý cho sự phát triển của thủ đô, đồng thời quyết định những vấn đề theo thẩm quyền. Trong đó, đã ban hành 11 nghị quyết, tổ chức giám sát 42 chuyên đề, tổ chức tiếp xúc cử tri 156 điểm, từ đó nâng cao chất lượng quản lý điều hành của chính quyền thủ đô Viêng Trăn dù có những thành công ban đầu nhưng đồng chí an nụ phạm tunalom cũng cho rằng so với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động của hội đồng nhân dân thủ đô viêng Chăn còn gặp nhiều thách thức đó là việc đôn đốc cơ quan chính quyền xử lý các kiến nghị của người dân còn hạn chế lấy ý kiến vào dự thảo nghị quyết tại khu vực bầu cử chưa được sâu sắc hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân thủ đô còn hạn chế chưa được đồng đều trong công tác giám sát chưa xây dựng được kế hoạch chi tiết trọng điểm phần lớn mới chỉ giám sát theo đơn thư của người dân Đặc biệt, một số đại biểu Hội đồng Nhân dân và bộ phận tham mưu giúp việc cho Hội đồng Nhân dân chất lượng chưa cao. Việc kiểm tra giám sát thông qua đường dây nóng, tiếp xúc cử tri còn chậm. Vì thế, trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Trăn rất mong muốn được trao đổi, chia sẻ, học tập kinh nghiệm hoạt động từ Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về phía thủ đô Hà Nội trao đổi tại buổi tọa đàm thông tin một số nét chính của Hội đồng Nhân dân thành phố. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đến nay đã trải qua 16 nhiệm kỳ. Tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố đã không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội luôn phát huy vai trò theo dõi giám sát hoạt động của hệ thống hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã và gần đây nhất là Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động xây dựng trình ban thường vụ thành ủy ban hành đề án số 15 DATU về nâng cao năng lực hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Đại diện lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với phía bạn về giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng Nhân dân thành phố, công tác phối hợp với các sở ngành thành phố về xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật và nâng cao năng lực của đại biểu chuyên trách Hội đồng Nhân dân, về thẩm tra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách sau phần chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động phát biểu kết luận hội đàm lãnh đạo hội đồng nhân dân hai thủ đô đều khẳng định buổi hội đàm rất thiết thực và ý nghĩa điều đó cho thấy mong muốn việc hợp tác giữa hai thủ đô sẽ đi vào chiều sâu trong đó đặc biệt là sự hợp tác trao đổi kinh nghiệm nhằm tìm ra các giải pháp tiếp tục nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả trong hoạt động của hội đồng nhân dân hội đồng nhân dân hai thủ đô đều khẳng định trong thời gian tới hai cơ quan sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trao đổi hợp tác để tiếp tục đóng góp vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào